ơi, sướng gì đâu. Dễ chịu ha. Nó đầu này cuối không được. Rồi cuối không được, rồi giờ cuối thử coi. Ngồi đứng dậy lại đi không được. Rồi giờ làm thử đi, làm đi, cuối thử coi. Cuối tới đó rồi. Rồi giờ con nghĩ tới lúc mà phải lên đoạn tàu đài hả? Ok bạn. Rồi. Rồi hy sinh gì làm chỉ lương tâm nha. Mềm nào đừng gồng. Ông gồng mà là ông sợ chết á. Chết. Chết. Chết không? Ở tôi nói từ cái gồng. Thấy không? Không có hôm nào đẹp như hôm nay. Cái này lạ đã nha. Ôi trời ơi. Hồi đó giờ đâu giờ nghĩ có chuyện gì hấp dẫn vậy phải không? Ok, rồi quay qua đây. Đó, ngon lành bạn. Ngon lành kênh nào. Ai biểu coi YouTube. Thấy không? Ta bệnh ta đi mổ cho rồi đi. Thấy không? Bò lên đây chi. Bò lên chi. Đấy. Rồi, nằm qua đây. Rồi, chân gì dài ra. Đó, vậy đó. Đó, để đây. Cứ bình tĩnh mà rung. Tôi nói với mọi người nha, tôi là làm cho mọi người tôi bị mệt lắm. Đây nè, tự nhiên cái cục đỏ bị đầy, tôi không biết tại sao đầy, tôi mới phát hiện ra tại đè vô cái mông meo này vậy. Ôi đầy mẹ cái đầu gói với chứng đỏ là rất là khổ kia cực nha. Trời vô luôn, không có vấn đề gì hết, vô luôn. Rồi nằm xuống nằm sắp, rồi ốp mặt cái nè, biết làm rồi ha, đấy rồi, xuống ra xuống, cái nữa đi cho bia hết rồi, bia ngon rồi, thấy nhấc đầu lên trong gồng. Gọng gọng rồi bước xuống được rồi đó. Coi hôm như có hôm nào đẹp như hôm nay. Rồi bước xuống. Trời ơi bây giờ nó cảm tưởng đi. Trời ơi sao. Trời ơi sướng gì đâu. Dễ chịu ha. Sống á, mà muốn mà dừng lại thì phải thực hiện những gì năng trong cái thời gian gì năng sau á để nó tái cấu trúc con xương lại là phải chịu quá trường đã trực tiếp vô đây. Ok rồi thôi cảm ơn. So với nãy là được chút xíu rồi. Hốp đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635 Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc. Điện thoại 0832186688 hoặc 0983 581 652.